bắt đầu vì chân khí bá đạo. Tập 9. Tương đau của ta lại có tẩm chất kịch độc, chúng không sống nổi đâu. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thi xác. Thông báo với tẩm trọng, xuống núi lục tìm. Nếu là 20 năm trước, chỉ dựa vào ba cái tên còn còn như chúng, thì sao có thể là đối thủ của ta chứ? À vâng vâng vâng, áp lại lời hài nhất, bây giờ hãy nhìn chóng nghĩ cách đi. À, chắc là sống sót rồi, tạm thời thôi. Nói chút gì đó may mắn có được không? May mắn? Người sắp chết như ta thì nói tới may mắn cái gì chứ? Kim này có thể lấy đầu đi độc, giúp ông giữ mạng được mấy canh giờ. Nên tóm lại thì ông cũng suy sắp chết rồi. Bên trong có thở mấy trăm loại độc thơm, ba cái này cũng chả là cái gì. Đó vừa nãy chắc là người cũng đã bị thương nặng vậy. Người đường đường là đề ti của viện giám sát nước Khánh, là người tiếp nối của Trần Bình Bình với phi giới, thì không sợ có đi mà không có về hay sao? Ở cái này ấy hả? Trước khi tới thì ta đã có chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Cái miếng sắt vấn víu này làm người ta hằng ngọt cho đi được. Quả nhiên là con trai của tiên nữ. Đúng thật là đáng tiếc, một đứa trẻ thông minh như vậy là bị nhốt trong hàng núi từ từ đối chết, còn không bằng bị thường nặng mà chết nhanh chóng gọn gàng. Hồi bị nói chuyện thì nói, không biết thì đừng có nói. Thật ra thì bí mật mà trước đây từng nhắc tới về người là liên quan tới sự tồn tại của miếu thần. Ông đã từng tới miếu thần ư? Còn hãy kích động, cho dù là ngươi là con của tiên nữ thì ta cũng sẽ không nói cho người biết miếu thần ở đâu. Bởi vì một khi bị người đời biết được thì sẽ dẫn tới mường máu vô tình, vô số người sẽ bỏ mạng vì đó. Nhưng mà chúng ta đã sắp chết tới nơi này rồi, không thể để cho người ta giết được thanh thản người sao? Cũng đúng, mường máu vô tình thì đã sao, hy sinh linh đồ tháng thì đã sao, chuyện này nhất định phải giữ bí mật với người đời. Đây là lời hứa của ta với mẹ của người. Ông đã từng hứa với mẹ ta. Ta với Khổ Hà đã cùng hứa với cô ấy. Khổ Hà lo ta không chịu nổi cực hình mà nói ra, nên mới muốn giết ta cho bằng được. Nói như vậy thì ông với cô Hà cũng người thờ chết trung thành với mẹ ta. Coi như là người ta là con trai của tiên nữ, thì miếu thần là cố hương của người. Nhưng ta không thể nói cho người biết cố hương ở đâu. Chỉ có thể nói đó là một thế giới bị băng tuyết bao phủ, không có ban ngày, chỉ có màn đêm vô tận. Nhưng mà lúc chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng thì lại có thể nhìn thấy được ánh sáng của thần giới từ đờm đèn đó. Đó là nơi cách thần rất gần. Mẹ người đến từ một nơi như thế đi. Người không tin? Không tin cũng đúng. Cho dù ta nói như vậy thì người cũng không biết là đâu. Thì người sẽ nói sao trên đời này lại có một nơi như vậy được chứ? Còn mò nữa, còn không phải là bất cứ cái sâu. Trước đây ta luôn cho rằng bản thân là một người độc ác không sợ chết. Bây giờ cái chết đang đến gần, ta mới biết là thì ra ai cũng sợ chết hết. Trước khi chết thì gặp được người, đúng là thần linh không mà bà đại ta. Nói trước rồi nhé, hai người tuyệt đối không nói vị trí của miếu thần cho ai biết hết. Thì ra, điều mà ông ấy bảo vệ suốt 20 năm này không phải là bí mật, mà là một lời hứa hẹn với mẫu thần. Cáo từ. Tiếu Phàm đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Thủ hạ vẫn luôn cho lắng cho ngài đấy. Thế nào, cơ hội vẫn thuận lợi chưa? Sơn động mà thuộc hạ chọn ổn chưa? Không cao không thấp, không khí cũng trong lành. À đúng rồi, Tiếu Phàm đại nhân à, mà Tiêu Quân đâu? Cái gì? Thân tính của Thường Sàm Hổ đã tự chiến hết rồi, Tiêu Quân cũng đã chết rồi. Đúng là có hơi khác so với kế hoạch, nhưng mà hãy nghĩ thì hơn tốt đi. Giống vĩ là mình có nhiệm vụ phải giết chết Tiêu Quân, không biết được bí mật của Tiêu Quân. Lần này đúng là cái kiểu may mắn thi được trọn điểm, ngay cả được thơm cũng đã làm xong rồi. Chúng ta chỉ cần rời khỏi Thường Kinh thì những chuyện làm vật phát sinh sẽ không tổn hại đến tổng thể. Chuyện đó như vậy thì Thường Sàm Hổ không thể để cho người sống sót rời khỏi Thường Kinh đâu. Thái hậu biết được ta suy dục Thường Sàm Hổ cứu ngục thì càng không thể tha cho chúng ta. Ở trời, chỉ có cách cả thôi. Phu nhân, họ đến đâu rồi? Bây giờ đã ra khỏi thành rồi. Được, để thông buồn.
Một người đàn ông vận chuyển rất nhiều quan tài tới, đang xếp ở ngoài cửa, nói là mang quà tới. Nói tên chưa? Nói là Phạm Nhàn. Cái gì? Quan tài thì không còn nữa đâu, chỉ còn đầu của người thôi. Đã tiến mấy cái người đồng dỗ lên đường vậy? À đại tướng quân à, bọn ta đến tiểu viện theo kế hoạch, nhưng mà không ngờ thám trọng đã phục sang ở đó. Có lời gì thì gửi vào giấc mơ mà nói đi. Ta giết người trước, rồi đi với thám trọng. Nếu như mà chuyện này là ý chỉ của Thái Hậu, thì ta sẽ sống vào hoàng cung. À đại tướng quân à, đại tướng quân bình tĩnh đi. Đại tướng quân, ta đã chuẩn bị trước thể thần với quần áo của Tiêu Ân, để cho ông ấy trốn chạy trong những người chết. Tiêu là tiền bối đã không phụ sự vòng mong đợi mà đã thấu thân được rồi. Nghĩa phụ giờ đang ở đâu? Không ngoài dự đoán đã được thảm trọng cho mai phục từ trước. Cử Hà đạo nhận với lần đào đuổi giết. Ta đã liều mạng giúp đỡ, nhưng mà không phải là đối thủ. Sao mà ta tin người được? Tiêu là tiền bối lấy cái lời muốn chuyển, muốn ta chuyển cho ngài. Lúc trước ta cứ tưởng bản thân là một người không sợ chết. Nhưng mà bây giờ khi còn người chết, ta mới biết. Thì ra có người ai cũng sợ chết cả. Hãy nói với Hồ Nhi, đừng báo thù, không cần thiết phải gây chuyện với thẩm trọng. Hãy trông giấu mọi thứ trong lòng, sống cho thật tốt. Nghĩa phụ, thù với trả không đội trời chung. Chào cơ tỉ không báo thù được chứ? Nhưng đại tướng quân à, lấy gì ra báo thù đây? Đại tướng quân bị nhốt ở Thường Kinh, thân vợ thì đã chết hết. Làm sao mà để đấu lại với một kẻ quyền cao chức trọng như thẩm trọng? Huống hồ gì, hắn còn có cẩm y về bảo vệ. Mọi người chết thì không đáng sợ, nhưng mà Tiêu lão tiền bối bài tướng quân ai sống cho thật tốt. Cho dù là đại tướng quân không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới phụ nhân và con cái chứ. Nhưng nếu như đại tướng quân có hết lòng muốn báo thù thì hãy nhẫn nhịn thôi. Bỏ đi tội nghiệp, đầu quân cho Thái Hậu hiện đang nắm giữ đại quyền ở trong tay. Một người là tướng quân quan trọng của triều ta, một người là sứ thần nước khác tới. Tối hôm nay các người đúng là mây mẹ đấy. Hai người các người khí thế hường hợp tới đây là vì chuyện gì? Nghe nói Phạm Nhàn đại nhân vội muốn trở về Nam Khánh, không phải là vì ta giữ đại nhân ở lại tham gia tiệc thọ nên không vui đi chứ? Tưởng sao mộ tướng quân cũng vậy. Tiêu Quang trở về, ta không cho các người gặp mặt, là sắp xếp cho mấy nghi người điều dưỡng ở nơi yên tĩnh. Trong dân vị của các người là không muốn tiếp nhận ý tốt này nhỉ? Hôm nay tới chỗ ta là vì đã hối tội sao? Ngôi thần không dạ. Ngôi thần đã tìm được món quà mừng thọ cho Thái Hậu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Thật sự là không được đợi được nữa mà mang đến tặng cho Thái Hậu. Các hạ, quà mừng thọ kìa, còn ngươi ra đó làm cái gì? Thần thượng sàm hổ bái kiến Thái Hậu. Món quà mà người nói là thượng sàm tướng quân. Ngôi thần đã tốn chút công sức miệng lưỡi, đã thuyết phục được đại tướng quân đầu quân cho môn hạ của Thái Hậu. Cái gì? Bây giờ thần xin được đầu quân và trung thành dưới trướng của Thái Hậu, từ giờ về sau chỉ nghe theo chỉ thị của Thái Hậu. Thái Hậu, ngoại thần cũng không giấu giếm nữa, thượng sao mộ tướng quân trúng phải cái dạng của thám trọng đại nhân. Thân vị bên cạnh đã chết hết, từ nay về sau ở thượng kinh quyền cô thế cô. Nếu như mà lúc này còn không tìm người đến nương nhờ thì chẳng lẽ phải để chết thật sao? Rõ biết là thẩm trọng nghe lệnh ta mà làm việc, nhưng lại quy chuyện này lên người của hắn. Khoen này đúng là thẩm trọng rất tàn độc, chẳng lẽ lần này có ngỗ thực sự đã bị dọa sợ rồi? Sao có thể chứ, miệng mồm nói ra thì muốn lừa được ta sao? Đúng là nực cười. Ngươi có thể quỳ gối nhưng lòng thì khó đoán. Tên những tầm phúc của thần ở trong quân đội đều có trong này. Những tướng quân giáo úy này là người của thần, là nền tảng để có thể thống lĩnh trên dưới toàn quân. Cái gì? Nên móng để người nắm giữ toàn quân lại dễ dàng giao ra như vậy? Nếu không như vậy thì sao gọi là đầu quân góp sức chưa? Nếu như mà Thái Hậu có gì nghi ngờ thì cứ xem biểu hiện sau này của đại tướng quân là được. Có được danh sách này ở trong tay thì chẳng phải đại tướng quân với đội quân biên giới đã nằm ở trong tay Thái Hậu hay sao? Con người người đó đúng là rất dám nói chuyện. Thành ý của đại tướng quân ai già đã cảm nhận được rồi. Chuyện lúc trước thì cho qua cả đi. Từ giờ về sau, ngươi hãy làm việc cho ai già thật tốt, đương nhiên không còn phải lo lắng về tính mạng. Thần nghe lệnh. Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Thái Hậu. Ngươi là sứ thần Nam Khánh, nhưng lại rất giúp lòng vì ai già đi nhỉ? Thái Hậu nhìn xa trông rộng, quả thật là ngôi thần
Có chuyện muốn cầu xin. Không biết Thái Hậu có biết nội khố? Nội khố đã mang đến bao nhiêu lợi ích kinh tế cho Nam Khánh các người chưa? Sao trên đời này lại có người không biết tới nội khố được? Để sau khi ngôi thần trở về Nam Khánh, thì quyền tài sản của nội khố sẽ được giao cho lại cho thần. Điều này ta cũng biết. Cưới quận chúa nắm quyền tài sản thế thì đã sao? Thế như thần điều tra được hết, thì lúc trước trưởng công chúa của Nam Thần quản lý nội khố thì lấy lúc trao đổi lợi ích với đại tề. Bây giờ nội giao chuyển vào lại cho thần, mà ngôi thần hy vọng là mối làm ăn này có thể tiếp tục. Cái gì? Mà lén lút giao trao đổi lợi ích? Cái gì? Chẳng lẽ Thái Hậu không biết hay sao? Thế nhưng ngoại thần đều biết, thì cửa hiệu của nội khố đã mắc nối hợp tác với Tẩm Trọng đại nhân. Khoản tiền này có con số không hề nhỏ. Chẳng lẽ trước giờ Thẩm đại nhân chưa từng bẩm báo với Thái Hậu? Tuyên gửi Thẩm Trọng khởi bẩm Thái Hậu, đúng là cửa hiệu của nội khố có người làm giả sổ sách, nhưng mà trước giờ cấm ý vợ chưa từng nhận được lời lộc nào từ trong đó. Thái Hậu à, điều tra kỹ lưỡng những hồ sơ mật của cấm ý vợ là biết ngay. Khoản buôn lậu này có liên quan tới cấp cao của Nam Khánh. Thần cho rằng dụng túng chuyện này là nguồn cơn của sự hỗn loạn trong tương lai của Nam Khánh. Vì nó mới thuận nước đẩy thuyền, trước giờ không hờ ngàn cạn. Lần này chúng ta có thể bắt được Ngôn Bằng Vân. Cũng may là nhờ có giao dịch, có tận giao dịch này. Đó là chuyện tốt, như vậy thì cứ để cho đại tề đi. Hãy có tiếp tục đi. Nếu như Thái Hậu đã ân cho, sau khi đổi sang ngôi thần quân danh, thì khoản tiền này thần sẽ chuyển 3/10 lượng lợi nhuận cho hoàng thất đại tề. Chỉ có điều chuyện này con thần trở về Nam Khánh để thần sắp xếp thì mới được. Nói tới nói lui, cho ai ra nhiều lợi ích như vậy là vẫn muốn nhanh chóng trở về Nam Khánh. Ngôi thần vừa mới tịnh thần, lòng nhớ nhung thờ tử, mong Thái Hậu ân chuộng. Ta cũng không thể cùng ép các người ở lại cả đời. Đã nói như vậy, thì về sau tỳ thọ, các người hãy trở về đi. Đa tạ Thái Hậu. Thưa sàn tiên quân, người cũng đứng lên đi. Tạ Thái Hậu. Chúc mừng, chúc mừng. Sau này hai vị là đồng liêu rồi. Hãy chung sống thật tốt nhé. Tên sứ thần Nam Khánh này, chuyện lìa. Thẩm đại nhân, chuyện hôm nay Khánh có suy nghĩ gì? Thế như thần thấy thì có người phạm nhàn nhám hiểm nguy cớ, phải đề phòng. Chúng ta thiết cớ bẫy giết tiêu quân, tiêu diệt thần tín ở trong kinh thành của Thường Sàm Hổ là một mũi tên trúng hai đích. Phạm nhân này là hãy chết nghi phụ của người ta, nhưng mà còn dám khuyên người ta đầu quân cho Thái Hậu, không nói tới y khí cho nước đục lên, vậy mà lại còn thực sự khiến cho hắn làm được. Vừa nãy cũng chỉ có vài câu nói đã khiêu khích sự tín nhiệm của Thái Hậu dành cho thần. Công thơm ở Nam Khánh án được một bước lên mây, lại có danh sừng tiên thờ đương thời, có một ngày thì ắt sẽ thành hậu họa bên ngoài của đại tỳ ta. Ngươi nghĩ làm thế nào thì mới ổn đi? Chờ đợi ngày khác có cơ hội tốt thì giết hắn. Hai đường cô nương à, đi đã. Nơi ở của tờ mắt của Phạm Nhàn. À, hãy được cô nương à, hôm nay Phạm đại nhân uống nhiều nên sức khỏe không tốt, không muốn bị làm phiền. Cái gì mà uống nhiều chứ? Ta thấy hắn là không dám tới gặp ta thì có. Phạm Nhàn, quý. À, ông Vương Khánh Hiển. À, Cao Đạt, các người đâu cả rồi? Không phải là ta đã bắt các người chẳng có ta lại rồi sao? Thượng Tâm Hổ đầu quần cho Thái Hậu, nghe nói là giờ người thuyết phục. Phạm Nhàn, người đã làm ra chuyện tốt gì thả? À, đúng là do ta thuyết phục. Thân là vì Thượng Sàm Hổ chết sạch, vì đã tự cứu lấy mình, cũng chỉ có thể đầu quân cho Thái Hậu. Sau khi ông ấy đầu quân, thì có thể dần dần củng cố thế lực của bản thân. Còn về việc liệu có thể một ngày đánh bại được Thẩm Trọng báo thù cho nghĩa phụ hay không, thế thì phải xem bản thân ông ấy rồi. Tóm lại hành động lần này, Thái Hậu rất thích, đồng ý thả cho ta về Nam Khánh rồi. Dạ, người ra đây nói rõ cho ta. Sì. Thái Hậu nắm giữ quân đội biên cương, đây là món quà mà người nói là muốn tặng cho vương thượng. Người đã hỏi vương thượng trước chưa? Đây là danh sách thần tín của Thượng Sa Mổ trong quân đội. Đây là nền tảng để chọn mấy có thể thống lĩnh quân đội biên cương.
Ông ấy đầu hàng Thái Hậu cho Thái Hậu một phần. Tiêu diệt tiệc nhà các cô muốn sử dụng thế nào thì cũng phải xem nghệ rồi. Lần này Thượng Sàm Hổ tổn thất thần tín, Tiêu Ân cũng đã bị giết, thì chắc chắn là thầy của cô sẽ rất vui đấy. Lúc ta làm việc thì trước giờ ta chưa từng hại cô nương, yên tâm đi. Con người của người đúng là kỳ lạ. Cô cũng là một người kỳ lạ. Ít nhất thì cho tới này ta vẫn chưa nhìn thấu được cô. Ai làm việc cũng có mục đích hết, mà ta không biết mục đích của cô nương là gì. Đây là cái nơi mà bình thường cô ở. Sơ sài đơn giản, đón tiếp Phạm đại nhân cũng không được chu đáo. Tránh xa ồn ào tốt lắm. Chuyện xong trò chuyện đôi ba câu với bạn đúng là hưởng thụ. Đại nhân nghĩ ta không hề có ý đồ với ngài. Cô không có ý đồ gì nổi đầu, không sao. Đại nhân quên mất là giữa chúng ta có thuộc oán à? À, mấy cái chuyện đó cũng chẳng sao. Ta đói rồi. Trong nhà có gạo, trong di có nước, trong vườn có rau, ngay tự nấu đi. Nếu phải tự làm, thế thì thôi vậy. Nóng quá. Lý cô nương. Ban nãy rõ ràng là đang nói chuyện với Hải Đường cô nương. Thời khắc này đang lớn thân mật cùng với Tỳ Lý Lý. Không được, thế giới này thay đổi nhanh quá. Gió. Ai, là mưa à? Ý, không phải là mưa sâu. Ý, nhớ như vậy sao? Ây giờ quên mất ngươi là đồ địa của phi giới. Ta hạ thuốc nên thơm nhiều một chút. Người đã cho ta uống thuốc gì? Sơn dược. Ngươi và sư phụ của người thật là giống nhau, đều là đồ thần kinh mà. Cô ấy sắp là người phụ nữ của vương thượng rồi. Hơn nữa, các người là tí mũi. Nhưng mà mùi ấy thích là người. Người đối với mùi ấy cũng không nên nổi. Vì vậy, mấy người tí mùi chúng tôi cho rằng chuyện này cũng không có gì tào tác. Vậy thì mấy người tí mùi các cô đều là thần kinh rồi. Phạm Khanh. Ngày kia Khanh về nước thì gần đây đối với Trẩm khá là xa cách. Chưa cỡ dạo này, Khanh còn không muốn tiến cùng nói chuyện về Trẩm. Cho dù có rất nhiều việc cũng phải giấu Trẫm sau, có rất nhiều việc phải làm. Thân con bận việc ở chùa Hồng Lô Tự và chùa Thái Thường Tự, không muốn làm phiền vương thượng nghi ngờ. Vậy Khanh, con đi giúp Trẫm tới khi nào? Người thân mua muội không biết vương thượng đã nói gì. Không phải chứ, không phải chứ. Đó đó sẽ không lừa ta và đem cái chuyện nói với thương thượng à bác tệ có đúng không ta? Cô ta là muốn mình chết đi sau. Phạm Khanh, thật đầu ký đó là do Khanh làm. Phạm Khanh giấu Trẫm cũng vất vả quá mà. Giấu cả thiên hạ giấu tên là vất vả. Phạm Khanh nào mau nói cho Trẫm biết. Cuối cùng là mùi mùi đó và báo ngọc có thành công. Do người ta muốn hồn bay phích lạc luôn. Lý. Không đúng. Cô ấy hiện tại là phi tử của vương thượng Bách Tề đấy. Nếu như có một ngày cô không còn muốn ở lại trong hoàng cung của Bách Tề nữa, thì nói với ta sẽ tới giải quyết. Ban nãy với bệ hạ còn hồn hốt, quay đầu lại đã đối với hoàng hậu tương lai của chúng ta tên sâu nghĩa nặng. Không hổ là tiểu phạm thi tiền của Đàm Khánh. Ở giờ cũng không phải là lỗi của cô hay sao? Hôm đó người đã nói như thế nào? Cô cũng có thể hạ thuốc đố với ta. Cô cũng có thể hạ thuốc đố với ta. Ý? Hôm đó ta đã nói cái gì ấy nhỉ? Nếu có cơ hội tự nhiên sử dụng thôi. Nếu như người đã quay lại báo thù, hạ thuốc với ta, nhưng mà nếu như người hạ thuốc với ta, thì người cũng là không phải là đại mỹ nhân. Nhưng mà ta có thể chịu khó miễn cưỡng không để ý về ngoài đó. Thiết kế đại nhân, hy vọng đại nhân a đại lượng. Chuyện chân dược coi như là hòa nhau, sẽ không có lần sau nữa đâu. Vậy nói xem, cô làm những điều này rốt cuộc là có ý đồ gì? Không thì nói sao? Thôi bỏ đi. Cô lừa tôi một lần thì ta cũng không báo thù. Cô hiểu ta chắc chắn là sẽ biết nguyên nhân tại sao. Coi như là ta nợ người đi. Nếu như mà sau này người có việc còn giúp đỡ, ta có thể giúp người một lần. Nói lời giữ lời. Ta còn cần gặp một người. Còn cô lén lút đưa ta đi. Còn phải vừa mới gặp Lý Lý thì sao?
Đây là hoàng cung, ngươi cũng đừng có quá đáng. Không phải là Lý, là Trang Mặc Hàng. Trần Tỷ Sinh, cậu, sao cậu lại ở đây? Ta, ngồi xuống đi. Trần Tỷ Sinh à, không cần đứng lên. Ta, cậu mà nói tới ta, thì nói cậu sầu của Trư Khước Phù Sơn Bất Tỳ Vân, rốt cuộc là có ý gì? Hả, hóa ra không phải là khách khí ư? Chẳng lẽ bậc thầy của văn học đương đại này là đang vì ta mà để lại chú thích ở trong tập thơ? Dù sơn nãy thì cực, đích thần, đích nhất xứ thần sơn, trung niên vân liễu nhiễu, đáng vì triều dân mộ tất hành vụ. Đàm phàm kiến quá khứ ảnh, tứ vận giả, tới khởi tới giá nhiệm, hà cao thiên bạch, vụ tiếng lãng thú nhân trùng. Hai chữ này dẫn tới hai câu, hoàn toàn là nối tới lòng trung thành. Hóa ra là như vậy, vốn dĩ là như vậy. Là sơn thần cực nam chẳng trách mà ta lại không biết. Ta phải ghi lại mới được. Vậy thì bữa tiệc sầu xây xưa ngày trước của thần triều ám chỉ điều gì? Cái này, vị trần vương này là người có trai cả của họ Tào. Ngày xưa thì thường tổ chức tiệc tùng tiệc rượu. Trung gian tiểu tạ Hầu Thanh Phát, tiểu tạ này lại là người nào? Vì đó là một học giả viết truyện xuất sắc nổi tiếng ở Trịnh Phố. Con có chỗ này. Người nói. Không ngờ hôm nay gặp được cậu, hỏi được những thứ có khúc mắc ở trong lòng. Tốt, thật sự rất tốt. Con có một chuyện. Trên tiên sinh, người đây là... Năm ngối ám hại Phạm Đại Nhân ở Đàm Khánh, ở trong lòng luôn bất an. Hôm nay được gặp mặt thì cuối cùng cũng có thể đích thân xin lỗi. Hy vọng Đại Nhân rộng lượng tha thứ. Tiểu Ân, chết rồi. Người mà, ai rồi cũng chỉ chết thôi. Vì vậy đã sống thì hãy sống cho thật tốt. Giống như là cách sống của người huynh đệ của ta, thật sự là vô nghĩa. Nhưng mà thế gian này vốn là xác nhận phóng hỏa kim yêu đấy. Tiêu phù hồ lộ vô thi hại. Cậu đừng có làm người như vậy nhé. Ta có thể viết tập thơ này, không nên là với độc phàm trần. Tại sao lại có thể nhấn tâm nhìn những tập thơ đầy phối bụi? Giọng bối đồng ý với tiền sinh. Thì đuối không làm người như vậy. Được. Sứ đồ Nam Khánh rồi đi chưa? Còn chưa đến giờ lành. Phạm Nhàn, lần ta biệt này sợ là không thể gặp lại nữa. Ôi tiểu Phạm Đại Nhân à, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Quan trọng hơn là cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho phụ nhân và con của ta đó. Ôi ta đồng ý rồi. Ngươi đứng dậy đi. Mạng lưới gián điệp của Bách Tề không thể tồn tại nếu như không có kẻ đứng đầu. Nên làm sao viên lý sẽ phái người tới thay chân cậu. Cậu tạm thời hãy đảm nhận nhé. Đúng vậy. Thời gian đã tới rồi. Để cho bọn họ đi như vậy sao? Phố miệng để cho bọn họ hơi quá đi. Tiêu Phạm Đại Nhân, ngay yên tâm quá đó. Việc ở đằng sau tôi thấy ngài xử lý. Chuyện thánh nữ bắt tề tới tiếng Tiêu Phạm Đại Nhân thì hôm nay tuyệt đối là không được để lộ ra ngoài. Để cho quận chúng biết được thì ta chỉ sẽ không cho ta cho các người đâu. Rõ. Tiểu Ngôn công tử, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ báo cáo lại với toàn bộ mọi việc ở vờ viện lý. Tới tiễn ta, con đem theo một xe nổ. Đây là Trần Tiên Sinh đi rồi. Bảo ta đưa cho cậu những thứ này. Đây là danh mục cũng như là những lưu ý về cách bảo quản sách. Ông ấy đem sách cất giữ cả một đời đều giao cho cậu. Biết đây là đại biểu cho điều gì không? Có nghĩa là ông ấy đem những cớ thừa văn học đều giao vào trong tay của cậu. Được rồi, tôi cũng nên đi đây. Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của cô mấy ngày nay. Chuyện nhỏ thôi, và đầy nhận khách khí rồi. Nếu như hai chúng ta có thể thực sự trở thành bạn hữu thì nghĩ cho cùng cũng là một chuyện tốt. Nhìn nhau thôi. Nếm đi. Nếm chiếc khăn tay. Về rồi.
Thiếu gia đã trở về rồi. Cả thiếu gia. Quân về rồi. À cái đó cả. Chờ chút thì báo sầu tới cái chuyện. Nhưng mà để lão già như quân địa tà đừng có xa lạ sau mấy ngày sẽ cách như thế chứ. Chi, tâm trạng của thiếu gia hôm nay tốt thôi. Nếu như quân phất lừa ta, ta mới không buồn mấy nói mấy cái lời khách khí đó với Quỳnh. Ừ, làm sao đây? Lâu ngày không gặp có lẽ mình phải biểu hiện biểu tỉnh để cho Quỳnh ấy vui. Hả? À, chị dâu đâu? Chị dâu ngủ trước rồi. Ta ngàn dặm xa xôi trở về đây, vậy mà lại không muốn gặp ta. Ôi, tiêu vừa nhận không phải là không muốn gặp thiếu gia, mà là cái gì? Mà là cái lục phì hồng xấu. Cậu thở. Chuyện này bị lương tử biết rồi. À, nói là người ở trong kinh đã biết hết cả rồi thì đúng hơn. Nghe nói thi sĩ Phạm Nhàn đã lâu không làm thơ, lần này đi xứ Bắc Tề nhưng lại làm thơ vì một người phụ nữ. Còn nói là thiếu gia ở trong kinh thành Bắc Tề, Quỳnh và cô gái hai đường đi ngào dù, cùng nhau uống rượu và nói chuyện rất vui vẻ. Điều này đã trở thành một câu chuyện được đồn thổi. À đừng nói nữa, để ta chết cái đã. À phu nhân đã nghỉ ngơi chưa? Ta đang tức giận. Nói tới trình thế này, dù có ghen thì cũng không hoàn mình chính đầy được bằng ý nhị. Cái cô nương đó tên là Hải Dương đó, rốt cuộc là người như thế nào? Ý, lúc này không thở khen ngợi Hải Đường. Nếu như không thì sẽ đổ dầu thơm lửa, khiến cho Yến Nhi tức giận. Cũng không thể nói dối Yến Nhi, nhầm lớn đúng sai là bán đứng chính mình. À Hải Đường là đệ tử thân cận của Khổ Hà Quốc Sư, có địa vị rất là cao trọng ở trong cung. Ủy? À đó chính là một tiếng lời nhỏ thôi. Nếu như mà nàng muốn nghe thì ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe. Còn những ván bài và những chuyến đi chơi uống rượu khác đều là những tin tức vương thượng mất tề quý tung ra. Ta chỉ hỏi tấn công một câu. Với thân phận của Hải Đường cô nương này, có thể làm tình không? Hử? Làm cái gì? Tình gì? Ta cũng không phải là muốn độc chiếm chàng. Từ từ sớm muộn gì cũng sẽ vào đây thôi. Chàng không còn bày giải thích nhiều làm gì. Uyển Nhi, chỉ là nữ hài tử đường này có lời lịch bất mình, muốn vào cửa thì cũng khó an bài. Hôm nay Uyển Nhi vì tức giận là vì chồng mình đi làm thợ trước chồng người khác, mà lại không nghĩ đến việc lấy vợ cớ. Ta cũng chưa chuẩn bị cưới cô, ai đó cũng chẳng thể lấy vợ cớ cho chàng được. Chẳng lẽ phu quân lại muốn làm loạn rồi bỏ mặt? Ờ, thực sự chưa từng làm loạn mà. Tôn Hòa thiếu gia với phụ nhân bận tới khuya. Người tới lúc nào mà lại biết trêu chọc ta vậy hả? Anh từ không dám. À, cảm giác trở về thật là tốt. Hôm nay Tần Triều đã đem toàn bộ câu chuyện ở Bắc Tề kể với Thanh Nhân. Chuyện đi cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Từ lúc đó ta đưa các người đi Thường Sơn ở một thời gian, vẫn là thoải mái nhất. Anh từ rất vui. Thiếu phụ nhân nhất định sẽ rất vui cho xem. Thiếu thiếu gia, Thế tử điện hạ và nhị hoàng tử phái người tới rồi, đem đến quà và nói là quà chúc mừng dành cho ngài. Tới nhị hoàng tử điện hạ tận là tập thơ của Tiền Triều, mà thế tử điện hạ tận là một bộ mặt trước bằng ngọc bích. Wow, ui, thiếu gia hiện tại là đại hồng nhân, đến nay vị điện hạ cũng vội lượt kép ngài. Còn đó cũng được, đừng có đắc ý quên mình. Phụ thần ý người là sao? Đứa con trai vượt ngang dẫm về phú, không đi bắt kiếm phụ mẫu mà lại làm loạn với nương tử, để ở thư phòng cả một đêm đi. À, Hải Nhi biết lỗi rồi. Chiều chính hôm nay con sẽ được phòng tước, nội khố cũng sẽ giao vào tay của con. Nội khố của nương cuối cùng, nhưng đó chỉ là trình danh nghĩa. Con có thớ dụng cho bản thân hay không thì phải xem bản lĩnh của con. Hiểu ạ. Phụ thần, ngươi đừng có giận nữa mà. Lần sau trở về con chắc chắn sẽ tìm người đầu tiên. Hôm nay cả thái tử và nhị hoàng tử đều tới nhìn bờ mình. Chỉ cần phát hiện như bình thường thì sau này mình sẽ thăng tiến. Hoàng cung Nam Khánh đúng là nhân sinh vô vị, chỉ thiếu phiền não à. Gì? Hả? Ý đó. Con người và thú của từ nằm bà chỉ là cấp hoàng tứ phẩm tuổi,
Nếu như mà không phải vùng mình làm sứ đoàn của Thanh Nhật, thì đến tư cách của Thương Triều cũng không có. Vậy mà còn là tới muộn nhất rồi chứ. Thật đúng là không hiểu pháp tắc. Phụ thân, đi thôi. Ai mà chẳng đi từ dưới lên, từng chút tiến về phía trước. Nhưng thực sự là cũng dưới quá rồi đó, nghe không rõ luôn. Phong phạm nhà, nhất đáng làm tước di phẩm. Rồi tốt, xem ra thánh nhân vẫn trần mật, bất luận là quan hợp với phạm gia như thế nào thì cũng sẽ không để cho được con ngồi giả thú đó có tước vị quá cao. Thánh nhân vàng túy, kết thúc rồi, bái triều rồi. Mấy người con trai của trẫm đều ở lại. Rõ. Phạm Nhàn, ngươi cũng ở lại. Ý, thật á? Phụ vương, cứ tự nhiên đi không sao đâu. Chấm có chút việc. Hai con là lần đầu gặp nhau. Đại quan tử trưởng thành ở ngồi lĩnh bình. Hai ngày trước mới về kinh đô. Còn đây là Phạm Nhàn, thâm kiến đại quan tử. Bây giờ mình đã rất tự với hắn ở đâu hay sao? Người đầu lấy ghế ngồi cho Phạm Nhàn. Cho mình ngồi. Như thế này thì ai dám ngồi chứ. Phù hòa, Phạm Nhàn còn trẻ, gân cốt vẫn còn tốt. Người xem dáng vẻ hồn hốt của hắn chắc là đứng vào tôi mái hơn. Ôi, tại tự nói đúng, thần cũng đúng. Nhớ năm đó phụ hoàng và mấy huynh đệ chúng có bà chuyện được ba ngồi, cũng phải là trường bối hoặc là người có thân phận cao quý. Phạm Nhàn này có tài đức gì? Nếu như các con cũng có thể đem một xe sách của trang mặt hàng già trở về, đích tiên là đề sau, trẫm cũng sẽ ban cho các ngươi ngồi. Để khanh ngồi, khanh cứ ngồi. Vâng ạ. Dạ, thật là ngại quá. Hôm nay trẫm có hai việc còn nói với các con. Thì nhất, hôm nguội đã trở về tiến dường, nỗi khổ hỗn loạn con người trình đốn. Các con có muốn tiến cử ai không? Cô đã rời đi. Phạm Nhàn thì cũng đã thành thân với thần nhi. Nếu như không có gì sai sót thì nỗi khổ này chắc chắn là vào trạng. Cộng thêm bây giờ hoàng phụ rất tán thưởng Phạm Nhàn. Cơ hội hôm này chỉ có thể cho có lệ. Tại sao lại hỏi chúng ta? Trong lòng nhi thần có một người, nhi thần đề cử. Đều nói ta nghe xem. Thế tư cà cà đi tử, nhi thần xin đề cử Phạm Nhàn. Cô nghĩ sao? Nhi thần cũng tiến cử Phạm Nhàn. Nếu như hai quý vị các con đều cho rằng Phạm Nhàn có thể, vậy thì chọn hắn đi. Sau mùa thu chỉ có ý chỉ, không cần phải truyền dụ tới các quần châu. Phụ hoàng anh minh. Nhi thần xin ghi nhớ. Nội cô hết sức quan trọng. Quên đi các con, mấy ngày nữa thì hãy tới giao lưu nhiều với nhau một chút, hợp tác hòa thuận thì tốt. Nhi thần cũng xin ghi nhớ. Kỳ lạ. Mình có thể nói là kỳ lạ. Vì thế qua hai ngày nữa thì trẫm đi chùa Huyền Không Tạ Ơn. Khánh đi cùng trẫm đi. Chùa Huyền Không Tạ Ơn, tổ tiên phù hộ Nam Khánh đã cho ta người còn tốt, thân từ tốt, đương nhiên thì phải cầu phúc tạ ơn mới được. Chỉ có hoàng già mới có thể tham sự lỡ tạ ơn thương hòa cúc ở chùa Huyền Không. Phụ hoàng vậy mà lại đặc biệt mời Phạm Nhàn, thậm chí con núi vì hắn mà đi. Phụ hoàng lại tính tấn thưởng Phạm Nhàn như vậy thì cũng quá sủng ái rồi. Đây đúng là nâng hắn lên trời mà. Các con thấy sao? Phụ hoàng anh minh, con có một việc gia đình chúng ta hòa giải với Bắc. Lần này con trở về chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ kết hôn với đại công chúa Bắc Tề. Ta nghĩ đây là song hỷ lầm môn. Còn việc hôn sự của tiểu thư Phạm gia, Phạm Nhược Nhược và Tĩnh Vương Thế Tử thì cũng có thể chọn ngày tốt dần rồi. Nhược Nhược, Tĩnh Vương Thế Tử, thần xin cáo từ. Nhược Nhược, Tĩnh Vương Thế Tử. Mùi nghe rồi sao? Phụ thân nói với mùi rồi, các người đã sớm sắp xếp bỏ nhà ra đi, chỉ đem theo chút ngân phiếu này liệu có đủ không? Thế già nghiệm ác mùi là không có thước phòng thân. Mùi chỉ đem cái này. Nếu như mùi tin ta có thể thấy mùi giải quyết chuyện này thì đúng là không ép mùi làm điều mình không muốn. Đương nhiên là mùi phải tin tưởng
Huynh trưởng, chỉ là hoàn cảnh của Cà Cà hiện tại cũng chẳng kết thúc hồi muội. Muội cũng không muốn khiến cho Cà Cà phiền lòng. Ta đang lên như diều gặp gió, sao lại nói là hoàn cảnh không tốt? Cà Cà hiện giờ lại đại hồng nhan, các phi phái đang nỗ lực lôi kéo. Kết đảng không được, thì không kết đảng cũng khó. Phải giữ lấy nội cố, một mình trong hoàn cảnh như vậy, Cà Cà khó khăn bao nhiêu. Nhiều người ở xung quanh vẫn chỉ có muội là hiểu ta nhất. Những chuyện của muội thì càng là chuyện gấp nhất thiên hạ. Ta nhất định sẽ giúp muội sắp xếp. À đúng rồi, hôm nay Cà Cà ở trên chiều. À ra sao? Ta đứng ở xa quá cũng chẳng nghe được cái gì. Chẳng nghe được gì? Có điều sau khi bá triệt thì thánh nhận có giữ ta lại cùng với vài vị hoàng tử ở lại nói chuyện nhà. Huynh cùng với thánh nhân và hoàng tử nói chuyện nhà? Thế tử nhìn có vẻ nghi thừa chấn thắng thần, nhưng trưởng công chúa Lý Họa lại là về thái tử. Cô ta kiểm soát nội khố buôn lậu với bậc tế, số tiền lớn đã không cánh mà bay. Thế tử thì chắc chắn là được cộng hưởng không ít lợi ích trong đó, nên cô ta rời kinh. Thế lực thì tổn hại, thế tử là muốn lôi kéo kẻ địch như ta. Chỉ sợ là lúc đó trường công chúa lại có một nhắc nhở nhỏ, hắn ngay lập tức sẽ đâm ta một đao. Người này không thể tin được. Nhi hoàng tử là do thoải mái, không có dáng vẻ là muốn tranh giành quyền lực. Nhưng mà nếu như thực sự tận tình tớ trong sáng, thì sao lại có một không là một vườn già nhà nhà chứ? Còn đại hoàng tử trước này chưa từng gặp ta, trừ khi do ta và hắn có xung đột lợi ích gì đó. Hoàn cảnh của Cà Cà thật là không dễ dàng. Tưởng hoàn cảnh phùng quang vô tận, nhưng sự thật lại đi trên lưỡi đào. Kỳ lạ nhất là thánh thượng ở thánh nhận vậy mà lại muốn xuất cùng đi huyền không miếu để tạ ơn vì ta. Mấy ngày tới mấy quân địa còn vào lầu nói chuyện nhiều một chút. Thánh nhận là muốn tán thương mình, có nào lại không vì đến mức như vậy. Ta chỉ đoán vô cùng tốt. Giám tra viện, vị này chính là đề tì của giám tra viện Phạm Nhàn từ Bắc Tê trở về. À, sau này mong mọi người giúp đỡ. Nhiệm vụ lần này cô làm rất tốt. Từ trước đến nay, tuyết hòa nội khố phụ trách giám tra viện đều là thuận lợi theo lễ tự nhiên. Mọi việc đã tiến hành theo kế hoạch. Nội khố là của cậu, giám tra viện cũng là cũng giao cho cậu. Bất luận cậu muốn làm gì, ta cũng... Na Bá và Lâm Nhật Phụ đều chỉ cố gắng hết sức giúp đỡ. Có công gì như vậy tôi cũng có thể ăn nói được với tiểu thư rồi. Cậu dường như đang có lo ngại gì. Ta quả thật là có câu hỏi mong được chỉ giáo. Được thôi. Ta có phải là con trai ruột của Ti Na Bá không? Cậu nên đi hỏi ông ta chưa? Nhưng mà ông ấy sẽ không nói cho ta. Cũng đúng. Ông ấy muốn bảo vệ cậu thì chắc chắn chỉ có muốn cậu dính vào tranh chấp. Cậu là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần một vài manh mối thì chắc chắn có thể tìm ra được chân tướng. Ờ, quả nhiên là như vậy. Hoàng tử trong dạ thú. Cậu nhìn xem, mọi thứ ở chỗ này sau này đều là của cậu. Chuyện này người khác đều biết sao? Cậu lo các hoàng tử khác biết được nội tình mới lôi kéo cậu hay sao? Chứ công chúa vì vậy mới đối đầu với cậu. Kiểm tra nội khô trước không chỉ giám sát vì sao? Ngày đó mỗi hoàng tử được tặng mình một món quà. Như thế ai mà không nghi ngờ cho được. Biểu hiện của cậu rất tốt, thánh nhân rất thích. Vì vậy phải trách ta rồi. Nếu như ông ấy có điều muốn giấu trị thì chắc chắn cậu không thể phát hiện ra được đâu. Nếu thực sự là như vậy thì ta không trốn là được rồi. Đều là định mệnh cả, biết sớm một chút thì cũng là chuyện tốt. Yên tâm, kế địch mà cậu lo lắng đó đều là con hổ giấu không tạo ra uy hiếp. Nam Khánh quả thực là người rất mạnh mẽ, chỉ có một điều, đó chính là thánh nhẫn. Hãy nhớ làm tốt bổn phận trung thành của thần tử, có như vậy thì mới cậu được an toàn. Còn những thứ khác thì ta chỉ giúp cậu sắp xếp. Chờ hiền không? Chờ như tên gọi, đưa xe trên dựng ở trên núi, từng sấp, từng chồng cột cổ liền nhau, dẫn gắn đá bạc vào trong vách đá tầng tấp. Chờ hiền không? Tương truyền đây là ngôi chùa lâu đời nhất ở Đàm Khánh, thời gian trồng năm, được tạo ra bởi người khổ hạnh. Bởi đức tin vào thần miếu và được xây bằng gạch đá, tổng cộng tốn tới hàng trăm viên. Dụng ý phát huy ánh sáng vô tượng của ngôi chùa và khuyên nhủ thế nhân tâm hướng thiện. Chùa thần không can dự vào sự đời, nhưng mà hàng ngàn đời này
vẫn gây ra mưa gió trong bóng tối, tạo nên những thay đổi to lớn và có địa vị tối cao trong lòng Bạch Tĩnh. Vì vậy có 3 năm một lần, Hoàng Tộc Nam Khánh đã tổ chức đại hội Thượng Hòa Cúc qua đây. Mà đại hội Thượng Hòa Cúc ở mức độ lớn hơn cũng là để giải hòa những xung đột lợi ích giữa các thành viên ở hoàng tộc. Vì vậy đến tham dự hầu như đều là con cháu của hoàng gia. Có một vài người là cũng thông qua hoặc là gia tộc có mối quan hệ gần gũi với hoàng tộc thì mới được tham dự. Hôm nay chúng ta cũng được mời tới đây. Thế nhưng quả nhiên là rất sung mái kè kè. À đúng gì đúng gì. Nhưng mà trong mặt phụ quần có vẻ rất đau khổ. Thượng cúc này ở đâu vậy? Hòa cúc thì chẳng thấy, chỉ thấy núi vừa cao vừa dốc. Chẳng thấy cái gì? Ngồi cây vì lá. Thợ hổn hển leo lên chỉ được nói cười với những hoàng tử quý tộc này thôi sao? Hồi gặp gỡ cái loại hoạt động như thế này thực sự là không muốn thèm già đâu. À cà, quên trên lên lầu xem này. Wow, đẹp quá. Cái lũ mới nãy của ta hơi lỗ mang rồi. Cốt vàng kim quả thực là phù hợp với phong thái của hoàng gia. Thánh tượng và những người khác đều đã lên lầu rồi. À đúng vậy, từ đây nhìn chùa thì thật huyền không thể là có khí phái. Nói ra thì hôm nay hoàng tộc tụ họp, đại hội trọng đại như vậy mà người canh giữ lại không phải là hộ vệ của hoàng gia sao? Từ chùa huyền không xuống núi chỉ có một con đường, ngộ nhớ có tới khách tới châm lửa thì nguy hiểm rồi. Bên người nghiệp không được nói sằng bậy, nói mấy cái lời không tốt lành. Tần Giáo và Diệp Già cũng nhất chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho buổi lễ thưởng hoa cúc này, chứ dù là một con mũi cũng không thể lọt lên núi. Tần Hàng, con trai của Tần Thứ của Tần Gia. Tần Gia Diệp Gia. Tần Gia là Diệp Gia là hai trong bốn đại gia tộc là trụ cột trong quân đội Nam Khánh ta. Tần Gia chính là sử của Thư Mật Viện, là người có quyền lực nhất ở trong quân đội. Để Diệp Gia lại là gia tộc của Diệp Linh Nhi, cũng là một trong bốn bậc thầy thuộc gia tộc Lâu Vấn. À, hóa ra là bọn họ. Có đến Tần Gia, Diệp Gia cũng không biết. Không biết sao có thể ngồi được cái chức vị này nữa à? À đâu nhỉ, sao lại ngồi được đến chức vị này ta? Nội tóm lại là việc bảo vệ lần này dạy cho chúng tôi chắc chắn không có sai sót gì cả. Tiểu Phạm đại nhân xin hãy yên tâm. Không xong rồi, dưới núi cháy rồi. Hả? Nà đi, lửa từ đầu tới hay là có thích cách. Tần Hàng, người bảo vệ tốt hai vị cô nương, ta đem đi xem tình hình thế nào. À không, không cần núi thì ta cũng biết. Phản kháng mệnh lệnh, không cần phải núi, có người phong hỏa. Lửa chỉ dưới núi, nếu như không đưa xử lý một cách sạch sẽ lan rộng rất khó mà xử lý. Thánh tượng đang ngắm cảnh ở rừng cao, sợ là bị mất kẹt nếu trên đó không thể trốn thoát. Chứ dù có dập tắt lửa thì cũng không thể đảm bảo cái tình đó không phóng hỏa lần nữa. Bất buộc phải để cho người ở trong chùa thoát ra trước. Cái chị xuống núi cẩn thận, quay chậm chút chậm. Chờ không sao chứ? Nhưng ta thấy thánh nhân vẫn đã trên lầu cao nhất của chùa. Hai người các người mau vồn thiếu già lên hộ tống. Rõ. Vậy con đi đi nha. Thì già ngày chậm chút, thật sự là đuối không kịp rồi. Nam Khánh tự lực cao còn, nếu như mờ hồn này có thể kích liễn vào chùa thì chắc chắn phải là cao thủ thiên hạ. Người đó là ai? Là tại hạ Phạm Nhàn. Dưới nó bốc cháy chắc là do người làm thầy lo lắng an nguy của thánh nhân nên mới tới hộ tống. Tốt. Thái hậu với các vị nương nương đâu rồi? Không không không, dưới thái hậu xuống núi rồi. Cái gì nương nương cũng rời đi sau đó. Hồng Công Công xuống núi rồi. Vậy cũng chính là cao thủ thực sự trên lầu ngay lúc này chỉ có một mình. Không biết là tình thế tách đó ở cảnh giới nào rồi. Không biết là mình có thể bảo vệ được thánh nhân khỏi hắn hay không. Phù thần, lửa cháy không rõ nguyên nhân, xin hãy tạm thời rút lui. Lửa vẫn chưa dập tắt à? Khi nãy vừa phát hiện lửa đã được dập tắt. Vậy thì tại sao phải đi?
Đời này trẫm rất ít khi rút lui. Hồi là cái lúc nào rồi mà người con giá vợ ngầu chơi cái trò kích thích à? Tuy là chưa có động tĩnh gì, nhưng mà trên đỉnh trèo lèo như thế này rất khó phòng thủ. Vẫn xin bị hạ Lý Thiên Hà làm trọng, lập tức hồi cùng. Phạm nhà, khách lời đề ti của giám sát viện. Trẫm tiên khanh có thể xử lý tốt chuyện này. Hơn nữa nếu như có người dám hành thích trẫm thì cũng là do khanh thất trách. Chẳng nhẽ khanh muốn vì ta thực sự thất trách của khanh mà để trẫm chịu trừng phạt không được hưởng hoài sao? Hòa ra ta nhận cũng ói âm thế sao? Phù à, Phạm đề ti nói cũng có lý. Vì an toàn, người vẫn nên xuống núi trước đi. Thái tử và nhị hoàng tử không nói lời nào, ngược lại là đại hoàng tử. Vậy mà lại tán đồng ý kiến của mình. Màu đệ trong gặp không biết bao nhiêu là cuộc ám sát. Mấy đứa trẻ còn cái còn làm sao mà biết được. Năm đó, thế gian biết bao nhiêu là hỗn loạn. Một đời thanh nhận gặp ám sát 43 lần, chưa từng rút lui. Bất tề, đồng gì, Tây Hồ Nam Việt. Có biết bao nhiêu là tên đáng kinh đã bị trẫm đánh trên nước mất nhà tàn. Đều muốn lấy mạng của trẫm, nhưng mà bọn họ đã có ai làm được chưa? Gặp thịt khách đã biến thành một thói quen. Khanh đã hiểu tại sao trẫm lại không có trọng nó đến thế rồi chưa? 102